Bây giờ sẽ được ăn mì của Jun Phạm. Bắt đầu chưa hả? Chưa, tôi là người quyết định. Đừng có ép tôi. Đừng. Nè, bây giờ em mà giúp đỡ anh giùm cái, lỡ nó quay em có chọc lét anh cái nha. Ủa, nó giảm thắng em hả? Đâu được. Chúng ta đang thi lẹ. Nhưng mà anh giúp đỡ em mà. Anh giúp chỗ nào vậy? Hồi nãy anh... Ê! Ok nhớ. Ê, chị hát cho em ngang bài được không? Năn nỉ á. Ê, cái bài... cái gì vậy? Hay là đôi ta hẹn... Ê, mà anh giúp em có một lần thôi nha. Mấy lần sau này em có giúp đâu á. Thành viên tiếp theo sẽ ăn mì chính là Kiều Lê. Người ta đi ăn Vy sáng rồi. Vy chắc đang đánh má hồng á. Vy đang bận đánh má hồng. Alo Vy ơi. Em đây. Alo Vy ơi. Vy ơi. Chúng tôi nhớ Vy. Em đang làm gì? Đang đánh răng. Đố Vy kêu đang làm gì? Mọi người nhớ Vy quá cho nên nói là Gil gọi cho Vy để hỏi thăm em nè. Nhưng mà sao em không hỏi thăm lại Gil xem Gil đang làm cái gì? Alo, chào chị, em là Trinh Phạm, chắc chị biết em là ai chứ? Em là BB nè chị, em là BB nè. Em là Duy Khánh nè. Chị ăn gì chưa? Em Ngọc Phước nè. Phương nè. Mèo nhẹ chưa? Nó tắt đẻ rồi nè. Chị ơi, chị ăn gì chưa? Chị Thu, chị ăn gì chưa? Chị chưa ăn gì hết. Ủa mà sao vậy? Anh Jun gọi điện cho chị mà sao anh Jun không nói chuyện với chị vậy? Sao anh Jun không tôn trọng chị vậy? Sao anh Jun không tương tác? Ủa Jun ơi, sao em không nói chuyện với chị vậy? Ủa em gọi điện chị mà. Jun khinh chị rồi, anh Jun đánh khinh chị rồi. Cái máy nó cứ bị cập giờ, mấy đứa nó kéo em khổ ghê, em muốn nói chuyện con mèo quá. Em đấu chị, anh Jun đang làm gì? Nó có mấy con rồi, nó có bầu mấy đứa. Chị Thư ơi, chị ổn không? Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Sao em lạnh lùng vậy Vy? Em phải hỏi thăm Gil chứ. Rồi sao Gil mà... im rồi? Con bé nó đang gì luôn nè. Nhưng mà đố em Gil đang làm gì Vy ơi? Ủa Gil làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Mọi người có khỏe không vậy? Không, đừng bây giờ quan tâm mọi người em nữa. Em hỏi thăm Gil đi. Hỏi thăm Gil đi, hỏi Gil đang làm gì đi. Em muốn biết về câu chuyện của con mèo. Nhưng mà em đố chị, anh Jun đang làm gì? Anh Jun làm gì vậy? Con mèo nó sắp đẻ rồi. Nhưng mà Jun đang làm gì mà sao? Chỉ có 2-3 ngày nữa là nó đẻ thôi. Chị, nhưng mà anh Jun không có nói chuyện với chị. Quay hết. Nên chị rất là lo lắng, không biết ở nhà có nào nữa. Chị ơi, anh Jun đang làm gì vậy? Chị chỉ quan tâm tới em thôi. Chị Thư ơi nghe em nè. Hết giờ. Trời ơi, mừng quá. Chị Thư ơi, mình quên con mèo đi. Dạ. Con mèo hoài. Hiểu không mà? Dạ. Con mèo nhà chị thấy. Thôi để có gì để em gọi điện thoại cho chị nói chuyện riêng về con mèo của chúng ta nha. Cảm ơn chị đã giúp em trong phần thi vừa rồi. Ủa, vậy thôi hả? Vậy thôi đó. Alo. Chị chỉ lợi dụng xong rồi. Alo. Cảm ơn chị Nam Thư nhiều nha. Mua. Alo. Bái chị. Ủa? Nói như là cuộc sống của bà Thư là quanh quẩn con mèo thôi đó. Bà kể cho con mèo không à? Mà vấn đề là mình hỏi là anh chị có biết anh Dương đang làm gì không? Mà con mèo á. Mình giống như là một cái lớp mền á. Lớp đắp lên người á. Gil Lê và Jun Phạm, mỗi người đã mất đi một tim. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là lượt thực hiện thử thách tiếp theo. Lên. Rồi, cố lên. 3, 2, 1. Đèn sách. Cô biên đại, một đối nữ, chúng được thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Cố lên. Cái gì vậy, ở đây sao làm được? Cố lên. Cố lên, mở rồi. 3, 2, 1, đèn đỏ. Rồi, cố lên nào. Giữ nguyên nha, đừng có bị nhúng nhích nha. Ráng vậy Phước ơi. Không có rung nha. Đừng cừ nữa.
3, 2, 1, đèn xanh. Rồi từ từ thôi, rất nhanh rồi. Chạy luôn, rất nhanh nhưng mà chạy luôn, cố lên. Cố lên Chun ơi. Hay lắm. Hay quá, ghê quá. 3, 2, 1, đèn đỏ. Rồi đứng im nha, đứng im nha. Đừng chạy nha. Đừng run, không cười, Phước không cười. Phước ơi, không cười. Phước ơi, không cười. Phước ơi, không cười. Phước không có cười. Thở sâu siêu cứu rung bắt tớ truy đuổi. Phương, chặn lại Phương. Phương, chặn lại Phương. Đáng đời. Trời ơi, chú chưa được rồi, hay quá. Mình bị mất điểm rồi, em bị kéo Phương ra chứ. Đúng rồi. Vì hiện tại số người trong phòng đã bị dư. Bác Ngọc Phước đây. Chỉ có 10 giây để đưa một thành viên ra khỏi phòng. Đeo gì Ngọc Phước? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chạy vô rồi. Hết giờ. Bắt đi, đúng rồi, bắt đi. Robert tiến vào phòng. Cẩn thận. Đèn đỏ. Rồi đừng có cười nữa nha. Đừng có nhúc nhích nha. Cẩn thận nha. Rồi đừng có cười nữa nha. Đừng có nhúc nhích nha. Cẩn thận nha. Hả? Không cho. Mà bị dưới rồi. Nguy hiểm quá, bên kia đang nguy hiểm quá. Bên kia đang lắm. Bây giờ mọi người không dám chạy qua đánh đâu. Em ơi, mà chia sẻ đi em ơi. Phòng 3 người hiện tại các bạn đang dư số lượng người. Chính vì vậy các bạn sẽ phải nhanh tay để đủ đi một thành viên ra khỏi phòng. Các bạn chạy qua đây Khánh ơi. 10, 9, Khánh chạy qua đây Khánh. 8, 7, 6, chạy 5, đi, chạy đi, ai chạy 4, qua đây đi. Bên đây 3, dư người nè, chạy qua đây. 2, 1, hết giờ. Tất cả các thành viên ở trong phòng 3 người đều bị mất tim. Vì các bạn đã không làm được yêu cầu như Halloween đã đưa ra. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nãy tôi sắp tới nơi luôn rồi. Lượt chơi mới được xác lập. 3, 2, 1, bắt đầu. Ê, chơi nữa chơi. Diêu à! Ê! Ê! Không! Không! Việc gì mà chúng ta phải đi giành giật đúng không? Lỡ mà xui. Ê, anh đã lấy rồi. Anh trốn, anh nằm đi để em canh cho, anh nằm đi để em canh cho. Anh trốn, anh nằm đi để em canh cho, anh nằm đi để em canh cho. Đây, ở đây, ở đây! Ai? Bibi ở đây, Bibi nằm ở đây! Nhanh lên Bibi nha! Ô thôi nha! Nhanh lên Bibi nha! Ô thôi nha! Đừng nhặt niềm tin quá nhiều vào tất cả mọi người luôn. Đặc biệt là Khánh. Nhanh lên Bibi nha! Ô thôi nha! Bibi nha! Khánh! Nhanh lên! Nhanh lên! Bibi Trần mất một tim và bị loại khỏi đấu trường X.
Vy ơi. Mất một tim và bị loại khỏi trường X. Hồi nãy em kêu anh chạy sao anh không chạy? Hồi nãy em kêu anh chạy. Tôi sẽ nhớ mối thù này. Không có. Thấy rồi, bự gấp dữ lận. Bự gì hả? Đã quá. Đi 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 đi. Dạ, em bán mì. Chuẩn mực thời nay là phải to. Cocomi đại, một gói rưỡi. Cocomi đại, một gói rưỡi mới. To gấp rưỡi so với mì 75g. Sợi vàng tươi, vị tôm chua cay, chanh ớt. Ăn một gói thì thiếu, hai gói thì dư. Chỉ có Cocomi đại, một gói rưỡi, 113g mới là quá đã. Cocomi đại, một gói rưỡi. Chuẩn mực thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Cocomi.